cột sống lưng, cái nằm mình nằm sấp. Đấy là khai thông lưng đúng không? Khai thông dùng bằng cái cầu gai đôi lớn. Đúng rồi. Vì sao phải dùng cái cầu gai đôi này? Lăn để cho nó khai thông. Nói to lên. Ở đây nó ổn. Nói được to. Đấy, em phỏng vấn vì sao chị phải dùng cái này, sao chị không dùng cái gai lưng cao. Đây là lớp cơ chẩn lưng cao. Quá hay. À, cái này đâu à thầy? Do thầy cái này không được chứ chẳng dạy Hà Nội. Hướng dẫn mình là dùng cái này. Thì mình lăn cái này, lăn okay. Hai bên cuộc sống. Đẩy vào các cái đốt đấy. Đấy, lăn cái này mà lăn 30 đường. Rồi ạ, xin cảm ơn lớp không cao này. Lăn hai bên cái bên thắt lưng, bên thắt lưng, bánh xương cá thôi chứ. Ngày đấy là chưa hề học cái đấy. Bây giờ học nhiều thứ. Đấy học mới chính thức. Hết cái này nhá, thì là bắt đầu lăn hết đây xong là lăn cả tay. Lăn hết tay và lăn lưng xong thì mình lăn xuống đến vùng mông xong xuống đùi, xuống chân. Bởi vì là mình bản thân mình là đã bị tê hết cả cái chân nó bị teo và đang live stream thì tê cả ngón chân, tê ngón chân, tê hết ra đầu ngón chân rồi. Cho nên là dùng cái cầu đôi nhỏ mình lăn cả dưới gan bàn chân, tức là những các cái chỗ mà tiết diện nhỏ mình dùng cái cầu nhỏ đấy, mình lăn hết xong rồi mình dùng cái búa này, mình dùng cái búa này là mình gõ thì cái vùng mà nóng đầu gan cầu cái búa để chúng ta còn rất nhiều chương trình do vậy là chỉ xin mời đại diện thôi ạ, và cái này là để đỡ mất thời gian cho chương trình tiếp theo ạ. Cơ không có và xương là có vào còn đại diện tập thể nào đăng ký để chúc mừng mình cho hội quán không ạ? Xin mời người đăng ký ạ. Có thì tức là mình ví dụ như này, bởi vì là cái này cái cần của nó là cái nó cần này nó mềm và dẹp đánh dẹp như này, cho nên là mình không cần dùng lực nhiều dọc hai bên. Xin hỏi là còn đại diện tác động vào các cái đốt sống sinh nhân nào mà đăng ký chưa mà chưa được vào tên không ạ? Đốt sống của mình còn bị. Thì xin giơ tay thì tôi sẽ có người chú ý để ghi thông tin nhận nơi ạ. Không có và xương đấy, gõ hết sau đó thì mình massage luôn toàn bộ, nó vừa là thông khí huyết thông mạch. Vì là xin cảm ơn tất cả mọi người, xin cảm ơn tay ạ. Là căn nguyên của nó cũng đều là do là từ xin cảm ơn thầy giúp cơ, xin mời thầy. Phản chiếu của sống lưng thì hàng ngày là mình dùng xoa mặt diện trần thì mình bị lưng, cho nên mình sẽ tất cả những cái vị trí tác động nhiều vào cái chiếu vùng phản chiếu đây lưng, chiếu của lưng đây, phản chiếu lưng đây. Ngoài ra là chân của mình tê, cho nên là mình dùng cái cầu gai đôi nhỏ lăn và các cái cầu gai đấy, mình lăn nhiều vào cái vùng bàn chân để cho nó bớt tê. Một cái cuối cùng nữa là trước khi đi ngủ thì bắt đầu là mình dán cái cao xa lồng mát, cái phác đồ mà thần kinh tọa. Thì các hoạt động dành cho giới trẻ, học sinh, sinh viên và các bé thiếu nhi cũng được hội quán và đến là một trong những hướng đi lâu dài. Gan bàn chân xoa cái dầu vào cái xương tuyển, nên là góp phần ngủ không biết là mình hết đau lúc nào, chị nói cái tình trạng chị trước khi chứng kiến cái tình trạng